chuyện truyền thanh câu chuyện truyền thanh quý vị và các bạn thân mến do ảnh hưởng của bão các tỉnh miền tây nam bộ mưa lớn kéo dài cả tuần nay cộng thêm triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường ngập chìm trong nước một số con đường đã bị hư hỏng nặng, người dân phải dựng biển tạm để cảnh báo. Tình trạng ngập úng kéo dài cả tuần, nên nhiều đoạn đường đã xuất hiện ổ gà ổ voi, ngay cả những đường thuộc trục chính. Vì thế mà mỗi người dân khi lưu thông trên đường hãy cẩn trọng và thể hiện sự văn minh của mình, hãy cùng chia sẻ và đồng cảm, tương thân tương ái cùng nhau để mọi người khi tham gia giao thông trong an toàn và hạnh phúc. Câu chuyện truyền thanh chung tay của tác giả Thúy Hằng phản ánh vấn đề trên. Mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện truyền thanh này qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên. Hồ Trái trong vai Chú Năm, Duy Hằng trong vai Thiếm Năm, Tường Duy trong vai Hoàng, Kim Cương trong vai Tiên, vợ của Hoàng, Minh Hiển đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn. Tiên đang ở nhà sau nấu cơm, ngoài trời mưa như trút nước, nghe có tiếng bấm còi xe hơi in ỏi đằng trước cô vội đi ra mở cửa vô nhà thay đồ lẹ đi con Ướt ừ, hết rồi đây nè bực ghê đi xe hơi mà cũng ướt loi ngôi ủa bộ đường ngập lắm hả anh gặp đến gần bắp đùi luôn Lộ từ trường ra tới xe muốn xỉu luôn á à. anh đi xe hơi mà còn than cỡ đó người ta đi xe máy trước con thì ướt loi ngôi em rảnh quá nên lo nghĩ cho người ta có ai nghĩ cho em không thấy mình đi xe hơi thì họ la um sùm nói là phải để xe ngoài đầu đường chạy xe vô đây sẽ bị kẹt xe ung tắc giao thông tính ra đi xe hơi còn bị hành xác vì cái cảnh ghen ăn tức ở của mấy người đó đó anh sao nghĩ xấu cho người khác không à người ta nói đúng đó chứ đường vô trường của con thì nhỏ mà anh chạy xe hơi vô đó thì sẽ bị kẹt xe liền em thì vậy không à hỡn cái là nghĩ cho người khác ngoài đường á xe máy cứ lấn làng đường dành cho ô tô bấm còi bóp kèn cỡ nào họ cũng không nhường đường cái này á anh còn sai nữa đó em thấy mấy tài xế có tâm á họ lái ô tô ở làng đường bên trong tuy nước sâu nhưng nhường đường cho xe máy chạy để không bị chết máy họ còn chạy chậm á để không làm văng nước làm bẩn người khác nữa còn anh á thì bấm còi in ỏi thiệt là ủa ngộ không đi chỗ nước sâu á xe nào không hư nhất là xe cả tỷ ai mà không tiếc chán anh ghê á nói điều phải mà anh cứ cãi bướng hoài à chưa kể là người ta đặt chướng ngại khắp ngoài đường lo tránh đã mệt đừ rồi thì người ta đặt biển cảnh báo ổ gà ổ voi để người chạy xe biết mà tránh anh than phiền cái gì nữa thôi chán không ai như ở xứ mình á mưa cả tuần á nên đường thành sông hết trên đường á thì ghế bàn thùng cây gì gì đó đủ thứ em cho con nghỉ mấy ngày đi đặng yên thân anh ngại đưa rước con á thì để em đưa rước cho thôi vô nhà thay đồ rồi ăn cơm đem dọn lên ra đường dễ là hết muốn ăn rồi chán thiệt ở đó mà ca tháng hoài miền trung lũ lụt bà con khổ sở nhà không có mà ở cơm không có mà ăn đói khát lạnh lẽo còn anh á mưa mới ngập con một chút xíu là than như bọng rồi thôi, thôi 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 trời ơi mệt em thiệt chứ không ăn uống gì đâu anh không ăn cơm mà đi đâu vậy anh nè anh tại nhà ông bà Năm, ông Năm mặc áo mưa, trên tay ôm một bao cát lớn chất lên xe, đã có 5-6 bao trên xe. Ông nịch dây cẩn thận chuẩn bị chạy đi, thì bà Năm kêu lại. Ông ơi, ông đội thêm cái nón lá để ướt là, là bệnh đó. Nói ông hết mưa rồi hắn đi, mà ông không nghe. Đang mưa gió ăn vậy, nguy hiểm dữ lắm. Chỗ quẹo vô con hẻm nhà mình á, nước ngập sâu, ổ gà nhiều. Mấy đứa nhỏ đang tan học, chạy về đây, mình mà không đem mấy bao cát ra lắp á thì mấy đứa nhỏ té tội nghiệp bà ơi vậy ông mặc thêm cái áo mưa vào nữa khổ ghê chuyện này đã có chính quyền họ lo ông già mà cứ không biết giữ gìn sức khỏe tôi còn làm được mà già cái gì đây ra đó có một chút mà bà trang bị đủ thứ thôi tôi đi ạ à. ông chạy xe cẩn thận đó nghe Ủa, ông đi nhanh vậy sao? Nè nè nè, khăn đây, ông lau mặt đi. Ra tới ngoài đó, gặp mấy chú thanh niên đang đặt biển cảnh báo giúp người dân tránh ổ gà. Họ kêu tôi bỏ bao cát xuống đó, rồi kêu tôi về. Họ nói để họ làm. Phải đó, thanh niên họ nhanh nhẹn, sức khỏe tốt. Tính ra, người tốt xung quanh còn nhiều quá hả bà? Chứ sao nữa, ai cũng biết nghĩ cho người khác chứ đâu phải chỉ có mình ông. Để cho mấy người trẻ họ xông xáo họ làm thì cũng phải có những người già như tôi hướng dẫn chứ tôi thấy thanh niên ở đây được nha bà họ tự nguyện đứng ở mấy chỗ nước sâu đẩy xe giùm người dân khi bị chết máy thiệt việc làm ý nghĩa hết biết thì đó thanh niên mà làm việc ý nghĩa mới đáng khen chứ vậy mà lúc trước tôi coi thường tụi nhỏ lắm đi ra đường vào những ngày mưa như vậy nè mấy đứa cho choi á nó chạy xe bạc mạng làm nước dơ bắn tung tóe nhiều khi à, văn vô tới mặt người đi được Rồi tụi nó còn cười khoái chí nữa chứ Thì chỉ bộ phận nhỏ thôi mà Ở đâu cũng có người vài người khác chứ Ủa Ông sao vậy Đau bụng hả Không Đói Dọn cơm bà ơi Thiệt tình Lúc nãy kêu ăn à Thì không chịu Thôi ngồi đó đi Có liền đây Trời đang mưa, Tiên ở trong nhà nhìn ra sân thấy ông Năm vừa đi qua, tay ôm bịch cát, cô dội vô nhà kêu chồng anh anh ơi anh ơi gì mà kêu dữ vậy anh ra ngoài đường phủ chú năm kìa trời đang mưa to mà chú năm vẫn đem bao cát ra ngoài đường để lắp ổ gà đó anh ai thích á thì họ cứ làm mắc mớ gì mình anh nói gì kỳ vậy không thấy chú năm làm việc cộng đồng hay sao anh cũng nên vì mọi người một chút đi chứ chuyện đó có cơ quan chức năng người ta lo nhà nước trả lương cho họ để họ làm như vậy phong trào tự phát kiểu vậy á nên làm cho đường xá bị loạn lên, không trật tự chỉnh trang gì hết, riết rội như bãi rác. Người ta cũng đâu lo hết được đâu anh. Mình giúp được gì á thì mình giúp đi chứ. Như chú Năm đó, nhờ chú mà nguyên khu mình ở, đường xá không còn bị ổ gạo voi nữa. Không biết lý do gì mà chú Năm lại rảnh như vậy. á. Nhờ chú mà mọi người mới an toàn chạy xe đó. Anh còn nói như vậy nữa. Thôi, anh không cãi với em. Hôm nay anh đi rước con bằng xe máy, nên đi sớm một chút. Trời mưa mà đi xe máy là ướt hết đó ngang. Đi xe hơi còn khổ hơn, để xe ngoài đường á rồi lộ vô trường á còn cực hơn nhiều á. Nếu vậy á, anh đem theo mua cho con luôn đi. Mà anh chạy cẩn thận đó ngang. Tiên đang ngồi trong nhà thì thấy Hoàng bồng con vào nên Tiên lo lắng hỏi. Anh, con bị sao vậy anh? Con trai gì mà nhắc thịt té có chút xíu mà khóc um sùm té ở đâu rồi con có làm sao không có bị gì đâu anh mới bị chạy hết cái đầu gối nè anh bồng con vô tắm rửa thay đồ đi đưa cặp sách đây em lau cho nó khô kêu đó ôm cặp cẩn thận vậy mà cũng để bị ướt à anh thiệt tình á em đã dặn là chạy cẩn thận rồi mà con còn nhỏ té một cái là quản hồn quản vía rồi ở đó mà còn la nó nữa muốn cẩn thận lắm nhưng mà không có được đường xá thì ngập nước ổ voi ổ gà đủ chỗ đâu có thấy đường đâu mà tránh sao hôm bữa anh nói người ta để biển cảnh báo rồi thì mỗi ngày xuất hiện thêm nhiều ổ gà mới chưa bộ có nhiều đó sao người ta còn chưa kịp làm chỗ này thì chỗ khác đã có chuyện đó phải chịu chứ sao giờ mình phải chạy chậm để bảo vệ an toàn cho mình chưa kể là còn nhiều thành phần khi ra đường chỉ biết có mình ơn họ hà nước ngập vậy đó mà họ cứ chạy thiệt là nhanh làm bắn tung tóe hết Xã hội á thì cũng có người dày người khác mà anh Thôi không có nói nữa Em với con ăn trước đi Anh đi đây Ủa rồi anh đi đâu nữa Chân của anh bị trầy chưa băng bó kìa Ăn nhầm gì Để anh ra phụ với chú Năm Mọi người đang cạo các đá dư thừa Rồi dọn dẹp chứng ngày vật trên đường kìa Ủa, ủa, em có nghe lầm không ta Lầm cái gì Ở đó mà ngạo hoài ha Thôi, anh đi à ngang cảnh tại nhà bà Năm, ông Năm vừa bước vô nhà vừa gọi lớn. Bà ơi, bà ơi bà. Gì mà kêu dữ vậy ông? Sao ông nghe giọng không có bộ vui dữ nha nghe. Ừ, bà coi ai tới nhà mình nè. Con chào thím Năm. Ý mèn ơi Hoàng, con tới chơi hả? Vô nhà, vô nhà đi con. Bữa nay tôi rủ cháu Hoàng tới nhà mình lai rai. Bà coi làm mồi bén bén hen cho chú cháu tu tâm sự nha bà. Ông muốn nhậu với cái gì á để tôi làm đừng có cầu kỳ thím ơi con với chú năm đơn giản thôi mấy con khô cũng được rồi đâu được bây nhà có gì á thì làm hết đi bà ờ tôi làm liền bữa nay gặp con ở ngoài đó chú vui lắm nhờ có mấy cháu thanh niên trẻ khỏe như tụi con nên mới xong sớm đó chứ dạ bấy lâu nay á con cũng thiếu sót không góp sức với mọi người sớm sớm hay muộn đâu có quan trọng con quan trọng á là mọi người cùng đồng lòng thì bao nhiêu chuyện cũng vượt qua được hết Lúc trước con cũng thờ ơ với mọi việc chung quanh mình Nhưng kể từ nay con sẽ khác nghe chú Năm Ờ, câu nói này của con chú chịu đó Bây giờ hai chú cháu mình vô một cái nha Dạ, con mời chú Năm Ừ, mời con Hai chú cháu cũng phải đợi mồi với chứ Uống không sao ngon được Con cảm ơn thím Năm Món mắm này á do chính tay thím Năm con làm đó nha Hoàng Dạ, ngon quá thím Năm ơi Chút xong á đem một ít về bến cho vợ con ăn nha Hoàng Dạ, con cảm ơn thím Nam. Vô một cái mừng ngồi mới nè con. Dạ, vô chú. Để thím xuống dưới nướng mấy con khô, làm gỏi sòi. Được đó bà. Dạ, phiền thím quá. Chỗ mình á, đường xá giờ coi như tạm ổn. Chú Tinh vận động mọi người, làm lại mấy đoạn đường bị hư nghiêm trọng ở trung tâm. Thấy bà con đi lại khó khăn, khổ sở quá. Con thấy sao Hoàng? Dạ, con thấy hay đó chú. Tuyến đường ngoài đó ngập sâu, nên ổ voi ổ gà nhiều lắm. Con sẽ đặt nhiều bản cảnh báo để mọi người biết đường mà né tránh. Ờ, được vậy là tốt quá rồi. Người dân sẽ bớt nguy hiểm khi chạy qua khúc đó. Chứng kiến mấy bà mẹ chở con nhỏ qua những tuyến đường như vậy hay thường lắm. Dạ, đúng vậy đó chú. Con thành niên trai tráng như vậy mà còn bị té, huống chi những người phụ nữ. Chú sẽ vận động thêm mọi người để có thêm các đá tặng mình lắp tạm mấy cái hố sâu cho bà con đi lại bớt nguy hiểm. Vậy con cũng tham gia đóng góp phần đó nữa chú Năm. Chàng ơi, được con đây giúp sức á, thì ông Năm nhà thím vui lắm mà nghe. Hôm á ổng cứ đau đáo vụ đó hoài. Thay mặt bà con, thím cảm ơn con nghe hoàng. Dạ, có gì đâu thím. Giúp người cũng như giúp mình, chứ có to tác gì đâu thím. Chuyện nhỏ mà, giả lại hùng vô á, thì con cũng đi lại mà. Ai cũng nghĩ như con thì vui biết chừng nào. Nói vậy chứ, chuyện này không nhỏ đâu à nha khó có người làm được lắm. Dạ, con nói không khó là gì á, bao năm nay chú thím đã tham gia không mệt mỏi. Ờ, ừ. thôi, không nhắc chuyện đó nữa. Hai chú cháu mình vô một cái đi, mừng cho xã hội còn có nhiều người tốt. Ráng phát huy nha con. Dạ, cũng nhờ những người đầu tạo như chú đó. Chú Năm, mình vô đi chú. Mừng cho khu phố và mọi người á, sẽ đều tích cực như vậy. Vô, chú cũng luôn mong là như vậy. Vô con. Vô chú. Quý chị và các bạn thân mến, quý chị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh chung tay của tác giả Thúy Hằng. Chương trình câu chuyện truyền thanh của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây xin tạm dừng. Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện xin nói lời chia tay. Hẹn gặp lại quý chị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này. Thân ái chào tạm biệt.